Hello, xin chào ông bà cô chú. Thì đầu cái video clip thì ông bà cô chú đã thấy rồi. Ngọc cho ông bà cô chú xem một phần của cái video mà Ngọc sắp tới Ngọc sẽ đăng ở đây. Thì Ngọc sẽ đăng vào ngày mai. À giờ thì Ngọc cũng vẫn đang suy nghĩ, nhưng mà Ngọc sẽ đặt cái lịch mà lịch công chiếu á, để cho ông bà cô chú cùng xem. Sẽ là một cái video mà nó rất là cái nhiều sự dễ thương trong đó, và là một cái món quà mà mẹ con Ngọc muốn dành tặng cho ông bà cô chú, những ai mà yêu thương Chay trong suốt một từ khi mà Chay lọt lòng tới giờ. Nó rất là, trời ơi, không thể nào tưởng tượng nổi. Hy vọng là ông bà cô chú, những ai mà đã và đang yêu thương Chay, ủng hộ thiệt là nhiều cho cái video luôn. Tại vì nó rất là đáng yêu. Thể hiện bằng cách nào sao mà cho cái video đó lên top trending cũng được. Like thật là nhiều cho cái video, comment thật là nhiều và share thật là nhiều cái video đó cho để thể hiện cái tình cảm mà ông bà cô chú đã dành cho Chay đó. Nên là giúp giùm cho Ngọc ha, là ngày mai Ngọc sẽ đăng lên cái video clip đó và cho nó top training của YouTube. Nói giỡn thôi, chứ còn mà dù mà có top training hay không nó cũng không sao, tại vì đây là món quà của Ngọc với lại Chay với lại gia đình muốn gửi tặng tới ông bà cô chú đã yêu thương Chay trong suốt một thời gian qua. Nên là ngày mai đây mình sẽ chờ xem cái video đó ra nha. Chay đi hôm nay ở trường có một cái gọi là cái slash day, là mình đi ra rồi cái chơi dây dọc nước này nè. À, cái buổi này là đi ra chơi dọc nước, xong rồi đầu tiên đi học đó là phải đem theo bộ đồ bơi, mặc đồ bơi tới trường, xong rồi chơi ướt, xong rồi cái đem bộ đồ theo thai ha, vậy đó. À, chơi đó, chơi dọc nước đó, chơi dọc nước chắc khoảng nửa tiếng đồng hồ xong vô lại. Hôm nay thì đi vòng vòng, đi qua trường Chay rồi đi công việc cũng rất là nhiều. Nói chung là đi công việc thì chờ đi ngang qua cái khu này. Có một cái khu vực như thế này nè, mà hình như là chuyên cho những người mà từ ở bên Anh á. Tại vì ở đây là Ngọc thấy là chồng Ngọc ấy nói là cái chỗ này nè, hồi bữa là chú Derek á, chồng của cô Elizabeth á, là sinh nhật của chú, chồng Ngọc ảnh dẫn chú đi ăn ở chỗ này. Xin chào mọi người, hôm nay today we go to British place. À, đây là có nhà hàng nè, quán bar nè. Rồi đây có một cái chợ để Ngọc vô một khám phá thử coi cái chợ của người Anh thì thường thường người ta bán cái gì. Để quay cho tất cả mọi người cùng xem luôn. Oh. Wow, có một lá cờ của Anh Quốc luôn nè, thấy không? Oh, một cái tiệm cửa hàng cũng nhỏ ha, nhỏ gọn. Tiệm nhỏ gọn. Những cái món kẹo này không phải không nhập khẩu từ Anh qua ta. Kẹo nè, rất là nhiều kẹo. Mấy cái brand này, mấy cái hiệu này thấy không có UK nè, đúng rồi, mấy kẹo này bên Anh hết trơn. Hay ha, ngọt ha. Để cho Chay trải nghiệm cũng được nè. Một cái tiệm rất là nhỏ luôn. Đây, marshmallow. Oh wow, có cái ly, cái cuốn sách đây nè. À, mấy cái kẹo này là được 50% off rồi, tại vì kẹo này lúc mà cái ngày lễ Easter á, giờ hết rồi nên là được giảm 50%. Mấy cái kẹo này là cũng từ bên Anh qua luôn nè. Hay ha. Có những cái loại thức uống, chú đó có những cái loại thức uống mà người Anh người ta hay ưa uống nữa. Những cái giống như cái này rửa chén nè. Cái này là gì ta? Liquid Clorox size hả? Cái này gì nữa nè? Ồ, kem đánh răng của Anh. Cái này là chắc xà bông quá, xà bông của Anh nè, Princess Diana nè, phải không? Này là xà bông tắm. Ồ, nữ hoàng Elizabeth à. Có cái dĩa cái hình của nữ hoàng luôn. Trà, người Anh á, người ta ưa uống trà lắm nha mọi người. Chú Derek á là trưa là lúc nào cũng ăn cái bánh với uống trà. Sáng là phải ăn cái đồ ăn sáng của đúng người Anh luôn. Chú Derek là sáng nào cũng vậy, Ngọc qua nhà Ngọc biết.
Và đây là những cái loại nước uống nè. Cái này là nước uống này của Mỹ nha. Oh, ginger ale này của Anh. Is this from England too? This one. Ginger ale. The ginger ale? No, that one's not that one. No. That one's Không phải cái đó mà của Anh. Which one is from England? Is any drink from England? This top row. Oh. Cái hàng đó là của Anh. This top row is all English. Okay. These three. And this eye brew. Nguyên một cái hàng này là của Anh hết, của người Anh uống hết. What about this? Yes, that's all English. Cái này là cũng của người Anh uống luôn nè. Có bia không? You have beer? This whole section is English. Bia chừng nào có bia mua bia cho ba uống. hay ha. Đây chắc những cái loại bánh nè. Tủ lạnh nè. Open here, tủ lạnh này mở được nha. Oh, những cái loại bánh nữa nè. Mấy cái này đẹp ha, mua về mình nè. Để ngay bếp ngay đầu cũng đẹp nè. My father-in-law likes soccer fan. Yeah, but he's from Vietnam. Okay. Mấy cái đồ để mình làm bánh rồi nè, ăn mấy cái cereal rồi nè. So what's your favorite thing that you would My favorite thing chocolate. I like these pork bangers. Okay. Này đậu đậu gì ta? Đậu mầm hả? Oh, okay, guys. Strawberry flavor này để làm bánh nè. Like these curry beans. Mì gói nè, mì gói đóng hộp nè. Cái này là sô cô la. Súp nè, súp này súp nấm, súp này súp súp này là súp đủ thứ. Bánh quy, sô cô la, đa số sô cô la nhiều ha. Đa số kẹo bánh rất là nhiều. Mấy cái hộp bánh ấy ăn cũng được giảm 50% nữa kìa. Cái này là dầu. Mọi người thấy không, bên đây người ta ăn đồ hộp nhiều lắm ha. À, cái này là cá hồi, cái mình bỏ lên cái bánh mì của mình ăn á. Cái này là butter chicken curry, là cà ri gà bơ. I don't know what flavor it is, what's going on. So, my treat. So. Oh really? Yeah. Oh, thank you just so try much. It out. Thank I'm you. Curious what you guys think. Oh okay, gotcha. Anh nói là để anh tặng cho lon nước ngọt này uống, tại vì hả, anh uống anh cũng không biết cái vị nó vị gì nữa, nên là anh đưa lon nước ngọt cho mình uống để cho mình coi có cái vị này vị gì. Chồng một bánh mua bánh nè, với kẹo. Try it. It's from England? Yeah, that's an English. It's like Pepsi and 7-Up and it's like all of them mixed together. Like some lemon in it? Yeah. Some citrusy. Citrus, and then I kind of have like, I feel like it's got like the Pepsi. What color is it, red? I really don't even know because when I'm working, I just send it, pick it up, and I'm like. Cái vị cũng không khó tả, nó không biết nó giống gì. Có ga mà cũng ngọt ngọt mà cũng hơi tanh tanh, hơi chua chua. Ngọt ha. Đây là chắc cái chỗ ngày xưa mà ở bên Anh á, cái người ta để cái điện thoại người ta đây ha. Trời ơi, ngày xưa nghe vậy, người nghe đây cái nói ngay chỗ này. Ha, là sao ta? Ha, nói chỗ này nghe đây. Chỉnh quay sao cho nó đúng ta, quay nửa vòng mà quay vòng. Cái này là cái rượu nè. What's that? What is this? Oh, that's whiskey cake. Cake from this brand. This is a very famous Scotch whiskey brand. Yeah, thank you. Cái này bánh mà có rượu trong đó, thử không? That's cool. Đúng 12 năm luôn. Whiskey cake. Wow, cái chú đó thân thiện ghê luôn á. Rất là dễ thương.
vòng vòng ở đây là mấy chỗ này là làm bảo hiểm, rồi làm thuế, rồi nhà hàng, rồi chỗ để quýnh võ, học võ taekwondo. Taekwondo. Trưa nay hai vợ chồng quyết định tới một cái quán này cũng gần nhà, mà cái này đồ ăn hình như là của Ngọc Mỹ là của nước Cuba hàng sao á, mà rất là mình thấy rất là hấp dẫn nha, mời mọi người vô. Wow. À, đằng này có mấy cái bánh nè, mình muốn ăn bánh nè, mình lấy bánh ngay chỗ này. Có nước uống, có mấy cái bảng đồ ăn. Đồ ăn ở đây ra rất là lẹ nha. Chồng Ngọc nè, anh ăn nè, chuối nè, salad cơm trắng nè, với lại thịt bò, với lại thêm miếng nước súp này nữa. Chà, cái ăn cái kiểu này giống Việt Nam quá ha. Người ta cho mình một cái chén súp kế bên. Yeah, this is their special. Yeah, today. Really? The special. Oh, còn Ngọc còn được cái súp này, súp gì lạ nè. Còn của Ngọc á, than 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 than. Có chuối nè, có cái này là thịt thịt chiên nè, bạn nè, còn dưới đây có thịt bò nữa. Còn dưới đây có cái xúc xích nè, trứng nè, còn bánh này bánh gì ta? Trời ơi, ăn cái này là đúng là no luôn. Cái này chắc Ngọc ăn được cái vài miếng là no mất tiêu. Trời, nhìn chén súp của chồng Ngọc ngon ghê, nó look really good chicken, baby. It's chicken noodles. Can I see? Can I see? No noodles though. Ồ, nhìn ngon ghê không? Có thịt gà nè. Có khoai nè, cái này giống y chang Việt Nam mình ăn luôn á. How is it baby, good? It's, yeah, it tastes just like chicken noodle. Ảnh nói người cái nước súp giống như cái nước súp mì nuôi của Mỹ vậy đó. Có khoai, có đồ, nhìn nó rất ấy. Còn nước súp của Ngọc à, vừa ăn cái này nè, vừa nè, mỡ nè, mà nó nhiều đạm nữa. Mà nhìn cái ăn súp này nó cũng no luôn. Súp này, daddy, you wanna taste my? Try my. Yeah, try my. Để cho chồng mà bánh ăn thử cái củ cọc coi. Muỗng nè. Yeah, take the spoon. Chà, hai vợ chồng đi ăn thấy tình cảm dữ ta. Chay học cái trường cũng kế bên cũng gần luôn. Oh, maybe this is your favorite. Ở dưới đây là có đậu đồ này kia này, cái này không phải cái Ngọc thích rồi đó. Ngọc là Ngọc thích cái chấm giống chồng Ngọc á. There's a bean soup. Yeah. Rồi ok. Try your food baby. Ngọc hai vợ chồng uống nước mà có cắt vô trái chanh trong đó, nó thơm. Mọi người bữa nào muốn nước đá, bỏ nước đá cắt trái chanh vô thử, thơm lắm. Cái này là đồ ăn này là của người gọi là đồ ăn gọi là sao ta, nói sao ta, cái nước gì Ngọc quên mất tiêu rồi ta, vòng vòng mà nói tiếng Tây Ban Nha rồi đó. So sweet plantain, some beef, yeah, some curry sauce. À, bò đó, bò cà ri. Chà, con Ngọc này dữ à. Con Ngọc này ăn này là tới gấp ăn 3 lần. Chưa no, chưa đói lùi lại luôn á. Ăn thử miếng thịt nè. Cái này người ta ăn vậy chứ không có miếng sauce nào ha. Con muối có tiêu. Ăn hơi mặn mặn. Mà này không có giống như thịt bò, giống như thịt heo, cái vị giống như thịt heo vậy. Nhưng mà này thịt bò. Hay á. Mặn mặn. Ăn chung cơm mà. Ngon nha. Này là chay ăn được luôn. You think Jay will eat that? Wow, con này muốn rồi. Nhìn đã không? Mời mọi người nha. Bây giờ cái trend bây giờ á là chấm cái này nè, với lại cái guacamole á. Chip á. Mọi người ta thử coi, ta có cái đó không? Người ta chiên rất là nóng. Ăn thử miếng xúc xích này. Bánh này giống như bánh khoai mì vậy á. Giòn, cứng. Trứng thì cũng được rồi. Được á. Bỏ mai sang cho mai sang có cái đồ đồ chấm không? Ngọc mới vừa nói với chồng Ngọc á. Cái gì đó ăn rồi nào? Phải có thêm một miếng nước tương, một miếng ớt nữa.
rồi rau ăn kèm nữa là perfect, ăn rất là vừa miệng, ăn cái kiểu mà hợp với là cái khẩu vị của người châu Á của mình là. Chồng của nó bánh chuối ngon không? À, bánh chuối chiên nè. Nó ngọt và trong đây không có mật cho mình. Chắc người ta lựa những cái trái chuối mà chín thiệt chín rồi đó, người ta chiên thôi. 10 điểm. Ngọt chiêu ra một miếng bơ, người ta cho một nửa trái bơ. Giờ mình lấy cái này nè, bỏ bơ ra. Ăn vậy thì béo hơn, khỏi phải nói. Dạ béo, bánh thịt này phải ướp mặn mặn thêm chút nữa ngon. Ngọc mới vừa order mấy cái hộp này, mấy cái thùng này là thường thường để ship order đi á mọi người. Bây giờ là phải rinh vô. Nó đi lại đây, xin mình xin phép mẹ đi, khoanh tay lại. Khoanh tay lại xin phép mẹ đi bằng tiếng Việt nghe chơi coi. Chừng nào về? Đi 10 phút thôi hả? 10 phút là nhiều hay ít? Không có nhiều phút được không? Trong nhiều phút mẹ ơi. Rồi chút nữa có về học không? Dạ. Học đàng hoàng hay là ghẹo tới ẹo lui? Hứa chưa? Dạ, móc méo. Nhìn cái mặt nghi lắm á, nhìn cái mặt là xạo xạo lắm á. Mày nhìn mắc cười quá lắm. Ai? Mày nhìn mắc cười. Nhìn mày mắc cười tại vì ánh nắng nó chiếu vô mặt mẹ không? Dạ. Rồi ok đi chơi đi. Bây giờ không có ai học. Dạ. Ừ, Olivia qua đó rồi, đi về qua qua nhà Olivia chơi đó ông bà cô chú. Oh yeah. Olivia hỏi mày có thấy đôi dép này của tao không? Tao ăn tao đi tao cứ bị trật cái đôi dép này hoài luôn á. Nó đừng ngồi lên thùng, bể cái thùng rồi có con té rồi con đau rồi sao? Trượt cái mắt kiến lên giùm. Mẹ hồi sáng này mẹ với ba mới vừa đi làm lại cái mắt kiến cho con rồi đó. Cái mắt kiến màu xanh xanh đó nhá, ông có nhớ mắt kiến màu xanh lá không? Mẹ đi vô cái chỗ mà làm mắt kiến cho con á. Mẹ thay cái trồng. Thì mẹ không, để mẹ ra mẹ nhìn chừng nào con vô bước vô tới nhà rồi mẹ mới đi vô. Cho đi qua nhà Olivia chơi ông bà cô chú. Đó. Rồi vô chưa? À hồi sáng này nè, người ta cắt cỏ nè, hồi bữa cỏ nó mưa nhiều quá đó. Cái cỏ nó mọc lên cao vậy nè. Rồi bây giờ cắt rồi, bây giờ hồi đó đó cắt mà còn sót mấy cọng này nữa chứ. Đây nè, hồi đó hồi bữa là cái cỏ mọc lên cao bằng cái cây này luôn nè. Bây giờ cắt nó sẹp xuống hết trơn rồi nè ha. Tại mưa nhiều quá cỏ mọc lên lẹ ghê. À đây mấy cái bông mấy cái hoa nè, ở đằng kia là cây mai ở nhà Ngọc nè. Biết năm nay Tết có ra hoa không biết. À, hồi bữa giờ không có quay cho mọi người coi cái vườn của Ngọc ha. Hồi cách đây chắc 3-4 ngày ha. Ngọc rảnh á, cái Ngọc ra Ngọc nhổ hết cỏ luôn, mọi người thấy không? Trời, lần đầu tiên mà Ngọc nhổ cỏ cái xong Ngọc cái nó dơ tay quá cái Ngọc vô Ngọc cắt hết cái móng tay rồi phải chạy sạch sẽ chứ còn đất á nó bám đó. Giờ là Ngọc còn nè. Mấy cái húng lũi nè, lấn lũi là chuẩn bị ấy là có đường có xá là mọc dữ á. Rồi cái hồi bữa Ngọc có cắt rau muống vô lúc mình mới đi Việt Nam về Ngọc cắt vô ăn mới ăn bữa nay lên nữa nè thấy không? Ồ quên, trong cái chậu này có mà Ngọc cũng ấy quá cái Ngọc quên nhổ cỏ mấy cái chậu này luôn. Ngọc nhổ cỏ vô dọc chậu nó mọc. Trời nó mọc gì mà. Ồ cái này là thôi, bữa nào phải ấy rồi chứ còn mà mọc gì mà sâu quá. Bên đây nè Ngọc cũng nhổ luôn nè. Mấy cái lá này nhà Olivia rớt xuống hoài. Ồ ớt nữa. Cha cái ớt này có lý ghê á. Ớt này nó mọc lan không hết luôn á. Ngọc bữa giờ Ngọc cũng có ăn ớt sơ sơ. Ở đây nữa nè. Đó, trời quá trời luôn nè. Không có ba ở nhà đâu ai đâu ăn. Không quý.
húng quế được 2 cây. Cây na này cũng xanh tốt nè, sâm này cũng ok nè. Đây là thăm cái chùm cốc coi. Chùm cốc, chùm cốc này trái dữ à. Trái này bự rồi nè. Này chắc cũng còn cả tháng nữa ăn được à. Cả tháng nữa ăn được mấy trái cốc, có 1 chùm một à. À có chị nói Ngọc là phải bẻ cái bắp chuối ra thì trái chuối nó mới bự đúng không ta? Đúng không? Nếu mà đúng á, cái mọi người comment vô cái video dùm cho Ngọc đi, để Ngọc để Ngọc ngày mai Ngọc ra Ngọc bẻ nha. Ngọc coi được cái video là mọi người nói ok bẻ cái bắp chuối này thì mấy cái trái này mới ra bự á. Nếu mà đúng như vậy thì ghi dùm cho Ngọc ha. Để cho có bùn chuối, có đồ chua chuối đồ ăn. À cái lá này tự động bữa nay xanh tốt rồi nha, cây lê kim ma nè. Tự động bữa nay là lá hồi bữa mọi người nhớ không, cái cây này nó cái con gì nó cắn nó ăn gì lá gì thấy tội nghiệp lắm. Còn cây mận nè, mận của Ngọc nè. Mọi người nhớ Ngọc đi hái mận không? Để coi nghiên cứu coi chừng nào mận của Ngọc có trái. Mận trắng. Mấy cái này mấy lá này giờ nó bám lên quá trời. Oh wow, mấy trái cái trái này nè. Trời ơi, một tuần lễ không ra sao nó phát triển nhanh nè nghe. Cái này mà chỉ chừng thêm 2 tuần nữa là phát triển theo gấp đôi vậy nữa. Mặt mấy cái trái này thì nó bự lắm. Giống bơ này nó bự dữ lắm. Ồ, có cái trái kia mọi người coi nè. Ôi, nó nằm đó, nó muốn trũng xuống dưới luôn kìa. Wow, phát triển quá lẹ nha. Không ngờ luôn á. Không để ý cái này bắt đầu lớn lên liền ha. Hay, Ngọc muốn chờ sao mà cho mẹ về mà nó còn nguyên một cái cây. Mẹ với ba về mà còn nguyên cái cây, nó chín ở trên cây luôn mới đã. Nhãn cũng như vậy. Xoài thì bắt đầu hình như thay lá rồi. Thấy là ra lá mới hết trơn nè. Ra lá mới mấy lá cũ ấy rồi. Còn cái chùm này là bắt đầu. Mọi người coi nè. Trời ơi, càng ngày nó càng bự mà nó nghiêng, nó bị nghiêng. Chắc cái chùm nó nặng quá, nó nghiêng thôi nè. Nó không có ai đâu ăn, thấy không? Còn đằng kia hình như cái cây kia. Thôi rồi. Cái cây này như có trái chín rồi nè. Ba trái. Ồ, còn cái ổi nè, đi qua coi ổi coi. Lâu lâu cũng quay lên cho mẹ coi rồi thăm vườn tược rồi. Ổi trái cũng bự nhưng mà bự không nhanh bằng ấy nha. Được 1, 2, 3, 4, 5, 5 trái. 5 trái ổi nè. 2 trái dưới này nữa. 5 trái ổi. Mọi người nói Ngọc lấy được cái đồ để bọc ổi ha. Bọc để cho đừng có sâu ha, làm sao hay đừng con gì ăn. Cái cây này bữa ba với mẹ Ngọc chặt phân nửa đó. Bây giờ nó lên cái tàn nè. Giờ mọc lên xum xê chuẩn bị chắc có cây đu đủ nữa rồi đó.